Hôm qua chúng ta học câu thấy chưa thật chớ nói bừa, biết chưa đúng chớ tuyên truyền. Hôm nay chúng ta tiếp tục học câu kinh văn tiếp theo. Việc không tốt chớ dễ nhận, nếu dễ nhận khiến lui sai. Hai cái câu kinh văn này, một câu là thấy chưa thật, biết chưa đúng, một câu thì là việc không tốt. Thì chúng ta có biết là việc gì là việc không tốt không? Thấy chưa đúng thì việc gì là việc chưa đúng? Thấy chưa thật thì việc gì là việc chưa thật? Chúng ta rất cần có trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ thì chúng ta phải có định tâm. Định tâm là cái tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì sinh ra trí tuệ. Đây mới là trí tuệ thật. Bởi vì các con biết là rất nhiều người, người ta cũng có học rất là giỏi, nhưng mà đời sống của họ không hạnh phúc. Họ vẫn phải chịu những cái khổ đau trong cuộc sống. Vì sao người ta lại khổ đau? Bởi vì người ta không biết gì là đúng, không biết gì là sai cả. Người ta không biết lựa chọn đúng. Hạnh phúc là biết lựa chọn. Cái gì thì nên chọn, cái gì thì không nên chọn. Cái gì thì nên cố gắng, cái gì thì nên từ bỏ. Họ không biết. Cho nên là học rất là giỏi, nhưng mà cuối cùng họ vẫn đau khổ như thường. Cho nên chúng ta học những cái câu này nhắc nhở chúng ta phải có trí tuệ. Mà trí tuệ thì thật sự chúng ta, bản thân chúng ta không tự, mà người mà gọi là tự giác là nó khó lắm. Phải có người nhắc nhở. Tự giác là người xưa gọi là độc giác ấy, tự mình giác, tự mình có trí tuệ thì ít, có nhưng ít. Tức là nhìn thấy người khác tốt là mình nỗ lực cố gắng, mình tự nhiên mình phản tỉnh, tại sao người ta tốt được mình lại không tốt được nhỉ? À thế thì nó cái người này thì cũng có nhưng ít. Còn đa phần chúng ta phải được nhắc nhở. Thì mỗi ngày chúng ta được thánh nhân nhắc nhở, chúng ta đọc qua một lượt là một lượt thánh hiền nhắc nhở. Việc gì là việc không tốt các con? Những điều trái lại với phép tắc người con chúng ta đọc này đều là việc không tốt. Đấy. Chúng ta cứ gióng ra như vậy thì chúng ta sẽ biết cái gì tốt, cái gì không tốt. Việc không tốt chớ dễ nhận. Lấy đồ của người là không tốt, đúng không nào? Nói dối là không tốt. Làm những hành vi xấu xa là không tốt. Bất hiếu cha mẹ là không tốt. Vậy thì những cái hành vi xấu xa không tốt này mà chúng ta làm là có nghĩa là chúng ta sai rồi. Không những chúng ta tự làm mà người ta nhờ chúng ta cũng làm, thì chúng ta cũng sai. Cho nên các con rất là may mắn chúng ta được học tập, được nhắc nhở mỗi ngày. Chúng ta phải chịu khó, phải thật học thì mới được. Chúng ta phải thật học. Trước tiên là chúng ta phải thật đọc, chúng ta phải thật chỉ tay thật, đúng không? Phải thật học thật. Rồi chúng ta thực hành thì đó mới là thật học. Chứ còn mà nhiều bạn cũng học thuộc rồi, tôi lại hơn các bạn tôi thuộc rồi, nhưng mà làm thì cũng không làm thì không được. Để tin là trong số này chúng ta đọc 11 tháng rồi mà không thuộc thì cũng lạ. Ai cũng thuộc hết. Nhắm mắt là thuộc. Có những bạn mà thầy ở đây, thầy không có cái lớp trực tiếp của thầy này, các bạn ấy không đọc lời cảm ơn, thế mà bảo đọc cũng đọc được. Không biết là các bạn nghe ở đâu này. Đấy, cứ một tuần đọc có một lần thôi, nhưng mà cũng thuộc được. Đấy, thì các con đấy chắc chắn là 34 khổ kinh văn hệ tử quy, chắc chắn các con thuộc hết này. Thuộc được nhưng có làm được hay không? Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ, có cần phải để bố mẹ gọi không? Đấy, mình có để bố mẹ gọi không, hay là sáng nào cũng phải gọi? Đi phải thưa, về phải trình. Chúng ta đi chúng ta có thưa, về chúng ta có trình không? Hay là cứ thuộc vậy thôi? Đấy. Các con phải học tập thì mới có trí tuệ. Mình phải học nghiêm túc.
thì mỗi một cái sự việc nó diễn ra thì chúng mỗi một câu nhắc nhở, mỗi một lời nhắc nhở của Thánh Hiền lại bật ra. Nếu bạn rúi cho mình một cái bịch gì đấy, bảo cầm hộ tôi với, cái này là tớ lấy tiền của mẹ tớ mua đấy, hôm nay mình ăn, hôm nay mình mang đến trường mình ăn. Bảo không, không, tôi không cầm. Vật mà không có vật, vật phi nghĩa là không có cầm. Bạn phi nghĩa là không có kết giao mà. Vật phi nghĩa là không cầm. Nếu mà không học thì làm sao mà biết. Cầm hộ tớ với cái này. Cái gì đấy? Cầm cái gì đấy? Bảo cái này là quà đấy. Tí nữa vào trường ăn. Ô, thầy đã cấm ăn quà rồi cơ mà. Thầy cấm mang quà đến lớp rồi cơ mà. Sao lại còn bảo tớ cầm? Thôi không cầm đâu. Đấy. Thế thì các con xem đây một việc đơn giản ví dụ như thế. Thế nếu như mà cái việc mà nó không tốt mà mình nhận, mình cứ nhận lời bừa đi, đến lúc mà chúng ta biết là việc này không tốt, chúng ta lại từ chối và thôi tôi không nhận nữa đâu. Vậy thì có phải là chúng ta cứ tự mình cứ nhận rồi không nhận, nhận rồi không nhận là thành thất tín, đúng không nào? Người ta không tin mình. Bảo lúc nãy nó nhận đấy, nhưng mà tí nữa chưa chắc nó đã nhận. Nó thành thói quen đấy. Thích thì làm, không thích thì thôi. Vậy thì chúng ta sẽ thất tín trong lòng người khác. Cho nên chúng ta phải tập cho mình, chúng ta phải học để khi nào mà chúng ta nhận thì người ta tin tưởng. Người này đã nhận là chắc chắn họ sẽ làm. Họ không nhận là có nghĩa là họ không làm. Nhưng họ đã nhận lời thì yên tâm, trước sau gì họ sẽ làm. Đấy, tạo niềm tin như thế với người khác thì mới được. Thì chúng ta học tập thì mỗi ngày chúng ta nạp thêm một chút năng lượng tốt, đúng không nào? Năng lượng trí tuệ của Thánh Hiền để chúng ta thực hành trong đời sống. Hôm nay chúng ta dừng ở đây. Chúc các con có một ngày thực hành phép tắc người con thật tốt nha.